Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào toàn thể mọi người nhé. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác về 5 cây máy cưa siêu đẹp này. Hôm nay ký hiệu mã là mã T, từ T1 cho đến T5. Có một cái dòng máy cưa cắt tay cụt là cắt gia đình, hai cái cây máy cắt tầm trung này và hai cây máy cưa cắt khai thác. Em quay vào cái giờ nó hơi muộn một chút nên em không làm nổ nữa. Thế này là máy móc thì em đã làm nổ và ngon lành hết rồi các bác nhé. Đó, lô ngày hôm nay có những dòng máy của Ryobi. Con này là thực sự là nó là của Echo 370. Đó, đây là của Komatsu này. 40cc các bác nhá, dòng Komatsu này, Zenoth 3850 này. Đó, Echo 332. Komatsu G320, máy móc siêu đẹp luôn này. Đó, và một cây tay cụt. Đấy, số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Các bác mua hàng bên em tặng các bác đủ đồ để tiếp mở buji, rũa cưa, đồ vặn và bao phí vận chuyển. Khi shipper giao hàng đến, các bác được kiểm tra và thử máy thoải mái luôn nhé. Với chiếc máy đầu tiên trong lô ngày hôm nay là một chiếc máy tay cụt này, dòng của Echo Kyurit. Cây máy cưa này thì cực kỳ là nhẹ nhàng. Đấy, bác nào mà thích một cái dòng máy cưa nhỏ gọn thì có thể sử dụng máy này. Cái máy này thì cân nặng thì nó chỉ tầm khoảng gần 3 cân thôi, khoảng 2 cân 7 gì đó. Đấy, rất là nhẹ, các bác có thể để trong cốp xe đi picnic hoặc kia có thể cắt củi nhỏ. Rất là hợp lý này, bác nào làm cây cảnh neo trèo lên cây cao thì rất là thuận tiện luôn. Đấy, máy này thì là nòng của máy này là 37 ly. Đó, T1 em để giá là 1.800.000 nhé. Những cái hệ máy cưa của dòng Echo rất là bền. Đấy, 1.800.000 đồng. Lam thì lam dài là 35, được cắt 30. Đó, lốc liếc còn đẹp nguyên này. Có hai phần là các bác đổ xăng ở bên trên, đổ nhớt lam bên dưới này. Đó, máy móc thì em đã làm nổ ngon lành hết rồi các bác nhé. Bác nào mà cần video nổ thì cứ liên hệ với em. Do buổi trưa nên em làm nó hơi vội chút. Đấy. Cân nặng của dòng máy này là 2,9 kg. Đó, rất là nhẹ. Thắng xích các thứ thì đầy đủ luôn. Đấy, phô chức năng luôn nhá. Nhưng một chiếc máy mới như nào là máy này đầy đủ hết các bác nhá. Đó, rất là VIP. T1 để giá là 1.800.000 này. T2 là một cây Komatsu G320. Các bác nhìn qua này, máy móc này gọi là chưa xài rồi, rất là đẹp. Đấy, công suất là 32cc, nòng máy này là 38 ly. Đấy, 38-39 ly, dòng hệ các bác nhé, dòng Komatsu, dòng máy hệ đấy ạ. Lốc, bô máy còn sáng trưng này. Đấy, lam xích đẹp nhá, xích chạy xích chung 91, lam dài 40, được cắt 35. Đấy, các bác nào mà cần một cây máy cưa cực kỳ đẹp mà máy hệ thì có thể sử dụng những dòng máy cưa này. Ốc áng 7 màu siêu VIP nhá, lốc bằng lốc nhôm các bác nhá. Đấy, cho đây các bác đổ của xăng pha nhớt này, bên cạnh đổ nhớt lam này. T2 em để giá là 2 triệu đồng thôi. Các bác nhìn qua cái vỏ sườn áo này, rất là VIP. Anh em mua cái dòng máy này thì chạy thì cực bền rồi. Hai chân ốc lam, bô máy còn sáng rọi luôn các bác nhá. Bô máy sáng trưng này này. Đấy, bô rất là sáng. Ốc áng này 7 màu này. Đấy, VIP luôn. Ok, T2 để giá là 2 triệu đồng. Tiếp theo, một chiếc máy T3. T3 là một cây Echo 332. Cây máy này các bác nhìn qua vỏ áo này đẹp này, long lanh này. Máy này với công suất là 33,4cc và cân nặng là 4,5kg, nòng 39 ly. Đấy. Chạy xích chung 91, các bác nhìn qua những sợi xích này. Xích này là xích bãi nhá, nó còn đẹp nguyên này, có tỷ lệ còn 80%. Lam còn chữ Echo ở máy, hai chân xích ốc lam thôi. Đấy, ốc áng đẹp nhá. Đây, Make in Japan này. Đấy, Make in Japan. Đó. Ốc áng các bác nhìn qua, ốc áng 7 màu, chưa có một chút gợn nào nó mở ra đâu. Máy nguyên bản luôn, máy đẹp như trong thùng. Hôm nay toàn lô máy đẹp, buổi trưa này em toàn lên máy đẹp cho các bác thôi. Đấy, lam còn chữ Echo rất đẹp luôn, xích còn rất là sắc. Bên em thì khi test nổ máy xong nhá, đều cưa hết cái đoạn kia kìa. Cái gốc cây này em cưa thử hết luôn rồi. Thế là các bác yên tâm khi mua máy về, bên em đã kiểm tra kỹ. Nổ máy thật giòn giã rồi, cắt cực kỳ khỏe rồi. Đấy, căn chỉnh lượng xăng gió đầy đủ thì mới gửi cho mọi người. Đấy, gửi cho khách hàng. Đấy, các bác nhìn qua áo yếc này rất là đẹp, không có một chút chảy xước hay bể vỡ gì luôn. Đó, T3 để giá là 2.100.000. Tiếp theo này là cái hệ máy cưa để cắt khai thác thì có một cây máy dòng của Komatsu. Komatsu G3850. Đây nó ghi ở thông số ở đây các bác nhé. Đấy, máy này là 40,1cc và cân nặng là 4,2kg. Đấy, 40,1cc, dòng Komatsu gần 3711 thôi, hay là bao nhiêu dòng 3,5 thôi, nó giá nó cũng rất là cao, bởi vì cái hệ dòng là dòng máy hệ. Khi các bác đi cắt những dòng máy này ấy, đi cắt cây đứng nhá, và đi xẻ cây đứng thì thoải mái luôn.
Đấy. Bên em thì đã cắt thử nhiều thì mới cảm nhận được rằng là cái hệ máy rất là tốt và chạy rất là bốc. Đấy, các bác nào mà thích dòng máy chạy bốc thì có thể liên hệ để mua cái dòng máy này. Thì lam là lam Zenoth Komatsu, lam zin nha các bác nhé, lam zin Zenoth Komatsu luôn này. Đấy, lam zin luôn. Đấy, lam zin này. Đặc biệt là hệ cái đầu máy rất là đẹp. Các bác nhìn qua này, bô biếc máy này. Đấy, rất là đẹp luôn. Các chi tiết rất là VIP, có cả tem Komatsu nhá, tem zin nguyên bản máy luôn này. Dòng máy này thì nó có trợ lực, dòng trợ lực nhưng mà nhá, giật rất là nhẹ nhàng, dễ nổ. Bơm xăng phụ vào đây, nghe gió này, công tắc này. Đấy. Thắng xích đầy đủ luôn, hai chân ốc lam, cái ốc chân nó to các bác nhá. Đấy, ốc chân 13, hai ốc lam. Còn tăng chỉnh ốc lam các bác tăng chỉnh ở đây. Đó. T4 này để giá là 3,3 triệu. Đấy, máy siêu VIP luôn. Đấy. Cân nặng của dòng máy này thì nó đến tầm khoảng 4, đây nó ghi vào đây là 4,2 kg. Đấy, 4,2 kg các bác nhá. Dòng máy cưa này thì nó nhỏ gọn nhưng mà là nó bốc và nó tiết kiệm xăng. Của Nhật là chuyên về đánh về phần là tiết kiệm xăng nhiều hơn và chạy rất là bốc các bác nhá. Đấy, 3,3 triệu, máy đẹp như mới. Tỷ lệ của máy này em để đánh giá qua là nó phải tầm đến hơn 90% ấy. Đấy, tầm 90%. Bên trong mở ốp yếc ra là còn nguyên xi luôn, nguyên rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo này, một cây máy cuối cùng ngày hôm nay là một cây máy T5 này. Các bác nhìn qua một cây Ryobi này. Xuất sắc 10 điểm luôn. Cây này cũng có dòng trợ lực các bác nhá, dòng máy trợ lực này. Đây, các bác nhìn qua này. Đó. 3740. Thì công suất của cây máy này là 40cc, nòng 40 ly. Nòng 40 ly. Nó trang bị một cây lam dài 45 và được cắt 40, chạy xích chung 91. Đấy, anh em có thể nhìn, bác nhìn qua những sợi xích này. Xích bãi mà nó rất còn mới luôn. Đấy, xích bãi nó còn rất là đẹp. Mặt lam bên này nó còn chữ Ryobi này. Đó, xuất sắc luôn. Đây, kiểm tra qua dây giật các bác nhé. Qua dây giật này. Dây giật vừa đấy nó trắng, nó dính nước nó đen lại. Những cái dây giật này là trắng phau luôn. Đó, nó bị dính nước lại. Còn ở bên trong này thì máy đẹp cong keng. Đấy, giảm giật các thứ nó còn nguyên xi, hoạt động rất là tốt. Hệ máy cưa nòng đứng, chuyên lên cắt xẻ cây gỗ lớn. Thắng xích này, còn hoạt động tốt này. Ok, T5 em để giá là 3 triệu đồng. Đây, về phần bô máy nhá. Các bác nhìn qua này, máy này hoạt động rất ít luôn, nên là bô máy còn sáng trưng, còn sáng rất là đẹp này. Đó. Ok. Đấy, T5 3 triệu. Đây là 5 cây máy vừa giới thiệu qua. Thì các bác có nhu cầu mua chiếc máy cưa nào thì liên hệ qua số điện thoại là 0392 973 923. Đó, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Các bác thấy hay thì vui lòng ủng hộ cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.